Em đi mời anh một chén đúng không? Em không uống được đâu, một chén là nhiều rồi, không uống. Ừ, nhưng mà chén chưa hết mà. Hết rồi. Bản thân xinh gái rất là khiêm tốn, các bạn là không uống rượu. Nhưng mà rượu tiếng mình là gì em? Tiêu à? Hợp tiêu. Hợp tiêu là uống rượu. À, uống rượu ngon là này. À, uống rượu say. À, thôi thế em tiêu biển với anh đi. Mình quay lại cái không gian nghi lễ một tí các bạn nhé. Mình quay suốt từ nãy giờ là chủ yếu là cái ẩm thực thôi. À, cái này là một trong những cái mà phục vụ cho cái nghi lễ. À, cái cậu bé mà sẽ được làm nghi lễ trưởng thành sẽ là leo lên đây các bạn. Hình như là nhảy múa trên này cơ. Mình cứ ghi cái khung cảnh trong nhà đó nhé. Còn trong này thì không biết là mình có cái thời gian để ghi lại không. Nếu có thời gian ghi lại chi tiết thì mọi cái nghi lễ về tâm linh của cái lễ cấp sắc này thì mình sẽ ghi lại. Còn bây giờ mình sẽ vào trong nhà, mọi người nghe tiếng này không? Tiếng trống không? Có cái tiếng trống. Và xem các thầy làm mình sẽ ghi lại hình ảnh trong nhà. Đây là trong này. Cái phiên cấp sắc này của cậu bé đây, chính là cậu bé này này. Bạn ấy tên là Bảo. Mình nghĩ lấy cấp sắc này có là với nghi lễ này là nghi lễ 9 đèn các bạn ạ, gồm 6 thầy, 2 thầy chính và 4 thầy phụ. Trong đây là những không gian làm lễ đấy, cậu bé mặc áo người Dao truyền thống ngồi đấy đi để làm. Còn những vị đội mũ là những vị lão niên và có chức sắc ấy, làm thầy thì người ta sẽ đội mũ đen đen này. Có các cái chữ ký tự Hán Nôm các bạn.
Xong một tiết mục rồi hả chú? À, vâng. Ok các bạn, cũng khá là xế chiều rồi, cái bữa cơm buổi chiều của cái lễ cấp sắc ngày thứ hai thì sẽ diễn ra. Mọi người đang ăn ấy thì sẽ là mời khách các bạn ạ. Thì rất là nhiều khách của bố mẹ của cậu bé hôm nay được cấp sắc ấy. Thì mọi người đến ăn cơm, đây còn đây nữa cơ, đang xếp mâm nữa cơ. Mình sẽ nói trước một sơ một chút nha, bữa cơm thì có những món mà mình quay ấy. Mình quay chủ yếu là lấy không gian, mọi người đi giúp nhau trong gia đình có cái việc vui hoặc là cái tình người thôi các bạn. Thế còn về chi tiết cái lễ cấp sắc ấy thì chắc là mình ghi một chút hình ảnh thôi, vì nó diễn ra cả đêm nay nữa thì ghi không được, tức là mình không thức được ghi ấy.
mà nó nhiều lắm, nó như một cái phóng sự ấy. Mình chỉ ghi sơ qua một chút về cái hình ảnh các thầy làm thôi, làm lễ thôi. Và làm lễ xong thì các thầy là được tính công đấy các bạn. Tức là mỗi làm 3 buổi, nhầm 3 ngày đi làm thì họ được thủ lợn này và chân lợn này và tiền công nữa đấy. Đó là những cái nghi lễ tâm linh các bạn. Mình vào uống rượu với mọi người một chút nhé các bạn nhé. Em ơi anh. À, cảm ơn các anh được xá xôi đến dự lễ cấp sắc của cháu em nhá. Đây đây, chén này chưa rượu đâu. Không có rượu mà. Vâng vâng. Đúng rồi. Đây là bà của cậu bé các bạn. Chúc cô với gia đình nhá, của cháu là lên tuổi trưởng thành. Ok, mình sẽ vào bữa cơm uống rượu của mọi người. Vâng ạ cô ạ, vâng. Em ơi, cô à, Hân, thôi lần đầu tiên anh đến đây dự cái lễ cấp sắc của đồng bào mình, anh mời em với các bạn một chút, em nhỉ, đi đâu người ta cũng quý khách mà, hay em đuổi em về nhá, à nhầm, nếu không uống là đuổi anh về à, đúng không? Đó. À không, em ơi mời cả mâm đi em. Đấy các cô đi ơi. Không. Không, vô duyên em. Có trước có sau em. Cảm ơn em nhé. Em mời chị ạ. Em mời em. Mời chị chén không? Thế à? Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn nhé. Em định mời anh một chén đúng không? Em không uống được đâu, một chén là nhiều rồi đấy. Nhưng mà chén chưa hết mà. Hết rồi. Bản thân sinh gái rất là khiêm tốn các bạn, là không uống rượu. Nhưng mà rượu tiếng mình là gì em? Tiêu à? Hấp tiêu. Hấp tiêu là uống rượu. Uống rượu ngon là này. Uống rượu say. Thôi thế em tiêu biển với anh đi. Thôi em không uống đâu, em xin phép. Anh cảm ơn em nhá. Cô ạ, với các chị nữa. Tôi lần đầu tiên cháu đến tham dự cái phong tục tập quán bản sắc của đồng bào người Dao mình, cái lễ cấp sắc ạ. Thì cháu xin phép mời các cô các chị một chén rượu. Mời em một chén rượu. Một chút gọi là giao lưu thân tình ạ. Dạ vâng ạ. Em ơi, em là con gái mẹ à? Em là em gái liền, anh liền. Em gái anh liền á? À? Em gái ruột đấy. À bên cô à? Mời cô ạ. Xin mời ạ. Đấy cho thêm cho. Ok mình cũng thật á. Xin mời ạ. Mời nhá. Dạ, sẽ tiếp theo cô. Hết đi em. Nhưng mà cháu hỏi cô là một câu ở trong mâm rượu lúc nãy là cháu nói rất là nhiều, nhưng mà ở trong cái lễ cấp sắc thì của đồng bào người Dao tuyển mình ấy ạ. Đúng Dao tuyển cô nhỉ? Thì con gái có được cấp sắc không cô? Con trai thôi đúng không ạ? Cháu ơn cô ạ. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn em.
Xin cảm ơn. Cảm ơn mời lại em một trái. À vâng vâng, em cảm ơn ạ. À, các bạn là mình được các anh các chị với các cô đây mời lại một chén rất là thân tình. Đấy là sự hiếu khách ạ. Các bạn là lên chơi thì các cô các bạn các anh chị ấy cũng sẽ tiếp y hệt như mình đấy. Xin mời nhé. À, chén rượu là đầu câu chuyện, giống như kiểu là đồng bào ở Cao. À đúng rồi. Bình thường mình đồng bào mình sẽ là dùng uống rượu trước, đúng rửa chân trước đúng không ạ? Thế vâng ạ, thế em xin cạch lại ạ. Chị nói câu tiếng đồng bào người Dao mình là uống hết là như nào? Hấp dú. Hấp dú mới tình cảm. À hấp dú. Thế là uống hết là tình cảm. Hấp dú. À, uống hết rượu là như nào? Hấp dú là uống hết rượu. À, nhưng mà uống hấp dú nhưng mà có khi là uống nước không ạ? À? Nhưng uống rượu cả. Hấp oảm. À, uống nước là hấp oảm. Vâng vâng, cảm ơn cô. Em còn chị ạ. Vâng. Mọi người không hết rồi nha, toàn là mình uống hết thôi. Không ép rượu ai cả. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn xin gái. Hân. Hân xin gái ơi. Hân ơi. Có khi nào nước chảy bèo trôi xong là anh em mình vấp vào nhau xong em mời một chén rượu ấy. Anh ơi, trời đang bình yên lắm không à, đây là thiếu nữ đang từ chối rượu các bạn. Không ép đâu nha, mình trêu trêu ấy thôi. Đây là những cái lá cây mà giã ra để làm cái xôi màu đấy các bạn. Không biết là đây là màu... Chị ơi, cô ơi, đây là màu xanh ạ. À, màu xanh. Đây chính là màu xanh ạ, người ta trộn là màu xanh. Còn tiếp tục trong cái tối ngày thứ hai nhé, mọi người đang mổ gà và chuẩn bị mọi thứ cho bữa cơm sáng mai và chiều mai các bạn. Đây là những đầu bếp tại gia của gia đình của cháu bé đây. Cháu mà làm cấp sắc ấy. Hôm nay mọi người hộ nhau làm. Tất cả mọi người đang chuẩn bị đến bữa cơm sáng mai và trưa mai đúng không ạ? Trưa mai. À, đấy mọi người đang chuẩn bị từ bây giờ rồi. Trưa mai là 50 mâm cơm các bạn. Em đang chuẩn bị được sáng mai. Đấy. 50 là ngày mai là chung. Ngày mai là sáng mai. Phần này là của sáng mai. Đấy, còn phần này là của trưa mai. Tức là những cái quan trọng mình sẽ để ở trưa mai. Gà mổ xong thì sẽ treo lên như thế này các bạn. Trông nó sẽ luộc và treo. Bây giờ người ta buộc trước, trông nữa luộc xong cũng sẽ treo lên như thế. Mọi người đang chuẩn bị cái bữa cơm trưa mai rất là nhộn nhịp các bạn. Một cái gia vị nữa, à nhầm, đúng cũng đúng là gia vị đấy bạn. Một cái màu để lên xôi ấy các bạn, chính là nghệ. Hai chị đang giã đây các bạn, chính là xôi này. Nghệ vàng. Vâng ạ, đúng rồi ạ, đây nghệ. Còn cái này lúc nãy là giã rồi, đây là màu xanh các bạn. Đây chính là màu vàng. Yeah.
Đây các bạn nhé, cái hình ảnh này là mình quay được một số hình ảnh này. Các chị đang dã, cái kia là màu xanh này, màu vàng, đây là màu đỏ các bạn. Từ lá cây hết đấy, không có một chút nào là của hóa chất đâu các bạn. Mọi người đang chuẩn bị những cái bữa cơm cho trưa ngày mai từ bây giờ đấy. Bữa cơm ngày mai là có 50 mâm, mỗi mâm là 6 vị khách các bạn. 5, 6, 30, 300 vị khách. Thì bây giờ mọi người đang chuẩn bị cho lấy cấp sắc của cháu Bảo ngày mai đấy. Từ bây giờ rồi, gà rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 sách gà các bạn ạ, 10 sách tương đương với 20 con. Đây là số ít rồi nhá. Mọi người còn đang mổ dưới kia nữa. Và rất là thứ sáng mai, dạng sáng mai người ta sẽ mổ lợn nữa. Và cái lễ cấp sắc này sẽ diễn ra trong hết cả đêm nay. Nó có những cái thủ tục tâm linh ấy, các thầy sẽ làm. Nếu như mà mình có thức được thì mình sẽ ghi, còn không thì mình sẽ ghi chủ yếu là cái phong tục tập quán vào chuẩn bị bữa ăn thôi. Còn đi sâu vào cái lễ thì chắc là mình ghi đan xen một số hình ảnh thôi. Giá nhiều đấy chị. Cái này là làm màu vàng. Vâng, lúc nãy em thấy là một cối rồi mà. À, đây màu vàng đây. Vâng. Vâng. Mới giả trông mong cho những người ở dưới lòng của Tống này.